bây giờ tháng mấy rồi hỏi em lên tên ngàn mây cho em đềm. Chiều nay nếu em được hờn dỗi, tâm hồn mình đâu có lẻ đôi. Thường thì con người ta yêu nhau, thấy thời gian trôi quá là nhanh, bởi vì người ta chỉ hiểu đến đối phương mà thôi. Chứ rồi mà lỡ có xa nhau, mà lỡ có giận nhau, thì con người ta cảm thấy thời gian trôi rất là chậm, bởi vì người ta sẽ chẳng biết là sẽ chờ đợi nhau đến bao giờ nữa. Và ai đó mưa khi mùa thu tới, hai chúng ta sẽ lại chung lối về. Chúng ta đang ở những thời khắc cuối cùng của một năm, và cho dù bạn đang yêu, đang chờ một người quay lại, hay là đang giận hờn nhau, thì khi ta yên tâm vẫn luôn tin rằng những người yêu nhau sẽ thật, những người yêu nhau thật lòng sẽ quay về bên nhau. Hòa cùng với những cảm xúc ấy, mà các bạn cùng lắng nghe một bản mát ách Tây Mở Tháng Mấy và Mùa Thu cho em. Tháng mấy rồi hỡi em, lạnh đêm ngày trôi đêm đêm, chiều nay nếu em đừng hờn dỗi, chết nhau một người thôi. Tâm hồn mình đâu lẽ rồi. Bây giờ tháng mấy rồi ơi, em đi tìm màu hoa em gái. Chiều nay nhớ anh rồi và nhớ chờ em, anh nghe mùa thu trôi.
có nghe mùa thu mưa răng lá đổ. Thank you.